Quán bánh bao này đã mở rất nhiều năm, hương thơm ngào ngạt thu hút người qua đường. Đằng xa có một đứa trẻ đang đứng nhìn chăm chăm. Cậu bé quá đói rồi, bà chủ đã quan sát cậu mấy ngày rồi. Bà chủ nhắc chồng mình, để mắt đến cậu một chút, cậu có ý định lấy trộm đấy. Một lồng bánh bao mới ra lò, bà chủ đặt lồng bánh lên bàn, mở nắp lồng bánh ra. Nhân lúc bà chủ quay đi, cậu bỗng nhiên chạy lại, lấy một chiếc bánh bao rồi chạy vội đi. Bà chủ thấy vậy rất tức giận, tôi bảo ông nhìn mà ông không để ý, còn ngây ra đó, mau đuổi theo đi. Ông chủ thấy vợ phát điên lên, mau chóng chạy đi đuổi theo cậu bé. Bộ dạng của cậu bé thì chỉ độ 6-7 tuổi, chạy cũng không nhanh. Cậu bé hoang mang chạy trốn, cũng đủ thấm mệt, chạy tới chạy lui còn bị ngã một cái, bánh bao rơi trên mặt đất, tay cũng bị thương. Cậu bé không để ý nhiều như vậy, nhặt bánh lên rồi tiếp tục chạy. Cuối cùng cậu cũng về tới nhà. Cậu đi những bước chân chậm rãi tiến vào nhà, mà ông chủ cũng đuổi theo kịp về nhà. Đây là căn nhà khu bãi rác, trong sân thì cỏ mọc um tùm, ngay cả cái cửa sổ cũng không có. Trong đầu ông chủ nghĩ, làm sao người có thể sống ở căn nhà như này chứ. Ông chủ đi đến cửa nhưng không đi vào trong, xem tình hình bên trong thế nào. Hóa ra cậu bé và bà ngoại ở đây. Cậu bé vào nhà rồi nói, bà mau ăn bánh bao đi, vẫn còn nóng. Lúc này bà nhìn thấy trên tay cháu có vết máu, ngay cả trên bánh cũng có vết máu. Bà nhìn qua đã hiểu hết tình hình. Bà ngoại nói, bánh bao này ở đâu ra? Bà đã dạy con từ bé là làm người dù có nghèo nhưng không được vứt bỏ nhân cách, không được lấy trộm đồ của người khác. Cháu quên hết rồi sao? Bà ngoại bị chọc tức, ho liên tục, rõ ràng là bị bệnh rồi. Ông chủ đứng bên ngoài nghe hai bà cháu nói chuyện, thấy vậy cũng không đành lòng. Cậu bé biết mình đã sai, đã làm bà ngoại tức giận, như vậy không tốt cho sức khỏe. Lúc này ông chủ chợt nhớ tới, một tháng trước đúng là có một già một trẻ ở trước cửa hàng nhặt vỏ chai nhựa. Trên người bọn họ chỉ có đúng 2 đồng, hai người chỉ dùng 5 hào để mua một chiếc bánh bao. Nhớ đến đây ông chủ mở rèm đi vào, bầu không khí trong phòng trở nên khác lạ. Cậu bé giật mình lùi về phía sau, xô phải chiếc bàn, tay bắt đầu cầm chiếc dao trên bàn. Bà ngoại dường như đoán được chuyện gì, đặt chiếc bánh xuống hỏi cậu kia là ai. Ông chủ lễ phép nói, chào bà, tôi là ông chủ của cháu bà. Mấy nay bán bánh bao ở cửa hàng hơi bận, thiếu người, mà vừa hay cậu bé đến tìm việc, đã giúp hẳn một tuần. Lúc đi tiền lương cũng không cầm, còn để tôi tự đến nhà. Nói xong ông chủ khăng khăng rú vào tay cậu bé một chút tiền và nói với cậu bé lần sau nhớ tới cửa hàng giúp ông. Nói xong ông chủ vội rời đi. Sau khi ra khỏi nhà ông thấy hối hận, hối hận lúc đi quá vội, tiền mang theo quá ít. Lúc này cậu bé mới định thần lại, vội đuổi theo ông chủ, chạy tới chỗ ông chủ. Chú ơi, cảm ơn tất cả những gì chú làm cho con hôm nay, con rất cảm ơn chú. Bà ngoại con bị bệnh ung thư, có thể nếu như hôm nay chú đến đòi tiền con, bà chắc chắn sẽ bị tức chết mất. Nào, đứng lên, thằng bé ngốc này, dưới gối đàn ông là vàng. Bà ngoại mong con trở thành một người mạnh mẽ, con nhất định phải mạnh mẽ để cho bà thấy, để cho bà vui, nhớ chưa? Chú ơi, số tiền này con không lấy được, trả lại cho chú. Bé con, cầm lấy đi, mua chút gì đó ngon ngon cho bà. Sau này đến cửa hàng lấy bánh bao nhé, không cần trả tiền, chỉ cần có chú ở đây, sẽ không để hai bà con phải đói. Về nhà đi. Những ngày tháng sau này, cậu bé đều đến lấy bánh bao. Cậu bé tên là Tiểu Kiệt. Ông chủ lấy bánh cho cậu bé đủ cho cả ngày ăn. Tiểu Kiệt cũng lễ phép nói lời cảm ơn. Bởi vì hai vợ chồng không có con, thời gian lâu dần, bà chủ cũng rất quý Tiểu Kiệt, thậm chí còn mua quần áo mới cho cậu bé. Sau đó có một ngày, từ sáng sớm đến tối muộn hai người đều không thấy Tiểu Kiệt đến. Hai người lòng rất lo lắng, cảm giác nóng ruột, không biết có chuyện gì. Bà chủ bảo chồng đi xem thế nào, còn mang theo bánh bao đến nhà cậu. Nhưng ông chủ cầm một lồng bánh bao nóng, chạy tới nhà thì thấy vô cùng lo sợ, nhà trống người không, trong nhà trống vắng, xem ra người đã chuyển đi rồi. Ông chủ rất lo lắng liền hỏi thăm mọi người xung quanh. Hóa ra bà ngoại đã ra đi đêm qua rồi, đứa bé thì bị mấy người đưa đi, còn đưa đi đâu thì không ai biết. Những ngày sau, ông chủ có thời gian là liền đi hỏi tung tích của Tiểu Kiệt, nhưng tất cả đều nói không thấy. Thời gian thấm thoát đã 15 năm, ông chủ ngồi bên đường ăn bánh bao. Hóa ra vợ ông bị ung thư, cần 2 tỷ phí phẫu thuật, nằm viện cũng mất mấy trăm rồi, cửa hàng cũng đã đóng cửa, bắt đầu chuyển nhượng. Nếu như không gom đủ tiền, bà chủ có thể sẽ sớm phải ra đi. Nhưng 2 tỷ này lấy ở đâu ra? Lúc này đi qua một cửa hàng, trước cửa có một chiếc tivi, ông chủ đột nhiên nhìn lên, có chương trình trò chuyện, vị khách mời rất quen thuộc. Đây chẳng phải Tiểu Kiệt sau khi trưởng thành sao? Hóa ra Tiểu Kiệt giờ đã trưởng thành rồi, tác giả nổi tiếng toàn quốc. MC tình cờ hỏi Tiểu Kiệt, câu chuyện gì hồi nhỏ khắc sâu trong tâm trí anh? Tiểu Kiệt kể về câu chuyện của đôi vợ chồng bán bánh bao, không những ngày cho anh bánh bao miễn phí, còn cổ vũ anh trở thành một người mạnh mẽ. Nói đến đây, không chỉ Tiểu Kiệt bật khóc, mà ông chủ cũng khóc. Ông chủ đau lòng nói, thằng bé ngốc này, thực ra lúc đó, hai vợ chồng ta sớm đã coi con là con ruột rồi. Lúc này có một chiếc xe tới, xe dừng lại, từ trên xe bước xuống, quả nhiên là Tiểu Kiệt. Con luôn muốn gọi chú một tiếng, bố ơi, anh đặc biệt đi tìm hai vợ chồng ông chủ. Từ đó về sau là người một nhà, cùng nhau sống vui vẻ. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ follow để hóng những video tiếp theo nha.